Kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được tiếp tục gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video buổi tối ngày hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2024. Và bây giờ là 20 giờ 15 phút các anh chị, tức là 8 giờ 15 phút tối. Và để mở đầu video buổi tối ngày hôm nay, Lưu Bình Vlog mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì Bình đang có mặt tại Bùng Binh Phú Lâm, quận 6, Sài Gòn. Hướng đi thẳng qua cái Bùng Binh Phú Lâm, bên trái là đường Bà Hôm, hướng đi ra tỉnh Lộ 10, ra xa lộ Đại Hàng, quốc lộ 1A ngày nay đó các anh chị. Bên phải là đường Tân Hòa Đông, hướng đi ra cái Hương Lộ 2. Còn cái hướng bên trái Bùng Binh Phú Lâm là con đường Kinh Dương Vương, hướng đi ra xa cảng miền Tây, bến xe miền Tây. Còn bên phải Bùng Binh là đường Hồng Bàng, cái hướng đi ra cái khu vực quận 5, cũng như là ra trung tâm quận 1 Sài Gòn. Và sau lưng Bình là cái con đường Nguyễn Văn Luông, con đường Thiệu Trị ngày xưa, hướng đi về bến Phú Định các anh chị. Và trong cái video buổi tối ngày hôm nay, kính mời quý cô chú anh chị và các bạn tiếp tục cập nhật cuộc sống Sài Gòn về đêm. Kính mời quý cô chú cùng với Bình, chúng ta sẽ dạo một vòng cái khu vực Phú Lâm quận 6. Mình sẽ rẽ trái đi trên cái con đường Kinh Dương Vương, ra mũi tàu Phú Lâm. Mình sẽ đi một vòng cái khu vực Phú Lâm này nha các anh chị. Dạ rồi, chắc mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ bắt đầu đi. Buổi tối thì ngay cái Bùng Binh Phú Lâm này thì xe cũng vắng các anh chị, chứ ban ngày thì xe rất là đông, lưu thông rất là đông, cũng hay kẹt xe ngay cái Bùng Binh này các anh chị, đặc biệt là vào giờ cao điểm đó các anh chị, xe hơ xe tải rất là nhiều. Tại cái hướng là cũng đi về cái xa cảng miền Tây đó các anh chị, nên xe hơ và xe tải rất là nhiều. Bên góc phải màn hình các anh chị là cái trường Mạc Đĩnh Chi, trường cấp 3 Mạc Đĩnh Chi các anh chị, một cái trường chuyên của quận 6. Đó, đây là bên trái là Bà Hôm, bên phải là Tân Hòa Đông. Chúng ta sẽ đi vào cái con đường Kinh Dương Vương. Con đường để Bình qua thì Bình đi qua các anh chị, xe đông quá. Con đường Kinh Dương Vương này ngày xưa là con đường lục tỉnh các anh chị. Ở ngày trước là các anh chị thấy là đi vào cái con đường này rất là vắng, đi ra ngay cái khu vực này coi như là ra ngay cái vùng ngoại ô của Sài Gòn rồi các anh chị. Ngày xưa vắng lắm, trước năm 75. Còn bây giờ thì các anh chị thấy là xe lưu thông ở trên đường rất là đông các anh chị, rất là đông. Ở trên đường Kinh Dương Vương, ở bên tay phải khúc trên, gần ngay cái mũi tàu là cái công viên Phú Lâm các anh chị. Con đường này ban ngày thì cũng buôn bán kinh doanh đấy, cũng khá là đông, cũng đóng cửa, trả mặt bằng cũng nhiều các anh chị. Cái con đường này cách đây cũng vài tuần là Bình đi ban ngày là Bình có quay rồi, đóng cửa trả mặt bằng nhiều lắm. Bên tay phải màn hình các anh chị, đây là con đường Đặng Nguyên Cẩn, cái hướng đi vào cái chợ, cái chợ Phú Lâm đó các anh chị. Lát đây chúng ta đi một vòng, cái đoạn cuối là chúng ta sẽ ra ngay cái ngã tư cây Gia Xà, rồi chúng ta sẽ ghé thăm cái chợ đêm Phú Lâm nha các anh chị. Mình đi một vòng. Cái đoạn đường này, cái khúc trên các anh chị, đây là cái đoạn đường này là cũng được xem là cái phố sung sướng,
phố sức khỏe các anh chị, bởi vì là bên tay phải này là có rất là nhiều anh chị hành nghề là massage, cạo gió, giặt hơ đó các anh chị, rất là nhiều trên cái đoạn đường này. Bên tay phải màn hình các anh chị, đây là cái nhà thờ mới xây sau này, mình thấy có một người đang ngủ nè các anh chị. Ở nhà bà con người dân vô gia cư ngu lên Sài Gòn mưu sinh đó các anh chị, chỗ nào trống thì vào ở đó. Bên tay phải ngay chỗ này các anh chị thấy là có một cái chị đó đang giác hơ, cạo gió giác hơ đó các anh chị. Ở trên đoạn đường này nhiều lắm. Ở bên tay phải đây có một em gái đó các anh chị, và đặc biệt nữa là trên cái đoạn đường này ngay cái công viên dài dài lên là các anh chị sẽ thấy em gái rất là nhiều. Ở bên đây nè, đó có một anh nó cũng hành nghề là cạo gió giặt hơ bướm đêm đó các anh chị, bướm đi ngang cái đoạn đường này ngày trước các anh chị thấy nhiều lắm, nay thì ít bớt rồi các anh chị, không biết hôm nay thì không biết như thế nào. Trên đường đi nếu mà có thì mình sẽ chia sẻ cho các anh chị thấy. Đi ngang là anh ơi đi hôn. Ở đây là ngay cái khu vực bán trái cây, quá trời trái cây luôn, rất là nhiều các anh chị, ngày trước nhiều lắm, do là an ninh cũng đuổi đi bớt rồi. Đó ngay đây có cái đèn dầu nè các anh chị, đó đó đánh bóp giấc hơ cạo gió, đa số là bà con người dân lao động các anh chị. Ví dụ như là ban ngày thì làm mệt cảm chút xíu là ra đây cạo gió giấc hơ rất là khỏe các anh chị. Dài dài ở trên cái đường này rất là nhiều. Và trên cái đường này mà bên trái bên kia đường đó các anh chị, là cũng bà con nghèo xin ăn cũng nhiều lắm. Hiện nay các anh chị thấy xuất hiện là xin ăn rất là nhiều. Bà con vô gia cư lên Sài Gòn mưu sinh cũng có, rồi bà con người dân có nhà ở Sài Gòn cũng có. Ở đây là ngay cái khu vực bán trái cây, bây giờ này bán quá trời trái cây luôn các anh chị. Đây bán là chắc bán là qua đêm luôn, rất là nhiều, ngủ ở đó luôn đó các anh chị. Ở trên cái đường này thì cư xá cũng nhiều, cư xá Phú Lâm, cư xá Grada. Ở bên phải ngay góc này là cái tiệm bán nước ép trái cây. Ở bên phải đây thì là cái phố ẩm thực Phú Lâm nè các anh chị. Bên trong á hiện nay thì vắng lắm các anh chị, mình có đi vào mấy lần rồi vắng lắm. Ngày trước lúc mới mở thì còn đông đông các anh chị, giờ rất là vắng, đưa thưa. Rồi chúng ta đã bắt đầu đi đến ngay cái công viên rồi các anh chị, công viên Phú Lâm. Còn ngay chỗ này là một cái rạp chiếu phim các anh chị, chiếu phim. Đó. Ngay chính giữa các anh chị đó là ngay chỗ cái McDonald đó các anh chị, cái tập đoàn mà thức ăn nhanh hiện tại mình thấy cũng đóng cửa, vừa rồi mình quay mình thấy đóng cửa, tạm ngưng hay là dẹp không biết, mà nghe nói là dẹp các anh chị. McDonald, cái tập đoàn mà thức ăn nhanh rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó, bắt đầu là đi, chúng ta đi vào ngay cái khu vực công viên đó bên đây nè các anh chị, đó các anh chị thấy là ngồi dài dài ở trên những cái lề đường này nè, ngay công viên cũng khá là nhiều. Ngày trước là rất là đông các anh chị, ngày trước đông lắm, hai bên đường luôn. Và dạo này là chỉ có xuất hiện là ngay cái khu vực công viên thôi các anh chị, bớt đuổi riết mà đi đâu bớt rồi các anh chị. Đó cầu gió giấc hơ, các anh chị đi xa xa mà các anh chị thấy ngay cái lề đường mà có cái đèn dầu á, là ngay chỗ đó là cạo gió giấc hơ đó. Các anh chị thấy ngay lề đường nè, đó có đổ để cái đồ nghề đó các anh chị, cái chiếc chiếu nè mà không thấy ai ở đây. Đó về khuya rất là đông. Ngày xưa thì có mấy anh đánh bóp cạo gió giấc hơ mà có cái gì mà kêu mấy cái nút khoén đó các anh chị, ngày nay thì ít ít thấy, lâu lâu thì cũng vẫn còn.
mà ít ít hơn ngày 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 trước anh chị. Đó, chúng ta đang đi vào ngay cái khu vực công viên Phú Lâm. Đây, cư xá cũng nhiều lắm các anh chị, cư xá Gada, cư xá Phú Lâm A, Phú Lâm B. Đây là ngay cái trung tâm hội nghị tiệc cưới các anh chị. Đấy, trang trí rất là đẹp. Đó, vô cái khu vực này là tối hụ. Đó có nè các anh chị, đó bên tay phải. Tối hụ là dễ hành nghề lắm các anh chị. Đó, đi ngang ngang là anh ơi đi hôn, hỏi đi đâu. Đây là cái trung tâm văn hóa thể dục thể thao quận 6. Phía trên là công viên. Đó, ngay cái đoạn này công viên Phú Lâm. Đó, đây là cái gì? Đó, có hai em trẻ đẹp. Họ đứng ngay cái lề đường. Đó, tiếp tục. Bây giờ này các anh chị thấy mà em gái đứng ngay đây mà đeo khẩu trang là bướm đêm đó các anh chị. Quậy gọi. Bướm đêm lượn lờ quậy gọi. Chắc mình sẽ đặt cái tên video này là tên bướm đêm lượn lờ quậy gọi các anh chị. Rất là nhiều ngay cái công viên Phú Lâm này. Đó, ngay chỗ này mình xa xa mình thấy là có một em đang đi bộ ra qua đường đó các anh chị. Đó, bên tay trái nè. Một em đi bộ qua, các anh chị thấy mặc đồ tươi mát không? Đó, đi thẳng qua, đây là ngay cái mũi tàu Phú Lâm các anh chị. Chắc mình sẽ rẽ tay phải vào, đây là cái con đường An Dương Vương. Đi thẳng là chúng ta sẽ ra ngay cái xa cảng miền Tây đó các anh chị. Đó, đây là đường An Dương Vương. Bên hông cái công viên Phú Lâm. Đó, các anh chị thấy cái đường này rất là đông. Ngày xưa vắng lắm. Bên tay trái đây có một cái quán buffet đồ nướng anh chị, mình thấy bên trong rất là đông. Đó. Buffet. Mình sẽ tiếp tục đi trên cái bên hông cái công viên Phú Lâm này cũng có đó các anh chị. Cái bướm đêm này là hoạt động là cả ngày luôn, ban ngày luôn các anh chị. Mình thấy đi ban ngày cũng có. Và ban đêm thì nó nhiều hơn, xuất hiện nhiều hơn. Bên trái bên kia đường là bán giày dép. Nói chung trên cái đường này bán đồ ăn, thức uống, rồi bán quần áo cũng nhiều các anh chị. Chủ tại vì cũng gần cái khu công nghiệp Tân Tạo đó. Công nhân người lao động cũng mua, bán cho người lao động. Để mình để ý coi có không. Ngay bên hông bên tay phải ngay cái công viên này các anh chị. Ở bên trái là đường cái hướng đi vào cái khu dân cư Tên Lửa đó các anh chị. Bên trái. Đó, đây là ngay cái cổng. Đó, cổng công viên Phú Lâm. Ủa, cái anh bảo vệ tưởng bóng đêm chứ. Đó, đi dài dài ở trên đây nhiều lắm các anh chị. Đó, đó. Cái xe nè các anh chị. Đó, ngồi ngay chiếc xe nè. Mặc áo đỏ. Đó, đó, các anh chị thấy không? Rất là nhiều. Anh ơi. Anh ơi đi hôn. 200, 300 bao phòng gì tùm lum. Đốt lửa dùm lum trời. Đó, bên kia là cái bán nón bảo hiểm, bán giày dép quá trời luôn. Xả hàng. Giờ buôn bán ế ẩm lắm các anh chị. Đó, bên đây nữa nè. Đó, có mấy anh nè. Mấy anh trẻ khỏe phi công đó các anh chị. Bãi giữ xe BD cũng có nữa các anh chị. Rất là nhiều mà nhiều khi các anh chị nhìn không nhận không ra đâu. Đó, cổng. Đó, đây nè các anh chị. Đó. Đó, các anh chị thấy là mặc đồ tươi mát, đeo khẩu trang, không thấy mặt mũi ở đâu hết. Bên kia là cái đồ bán đồ ăn tối các anh chị. Đó, bên đây nữa nè các anh chị. Bên đây nữa nè. Đó, các anh chị thấy đi ngay cái công viên này nhiều lắm. Giờ hôm nay là ít rồi đó các anh chị.
chứ mình đi mấy ngày trước rất là đông, nhiều lắm. Đây là ngay cái khu vực bên tay phải màn hình các anh chị là bán quần áo may sẵn đó, bán cho công nhân lao động đó các anh chị, ngay cái khu công nghiệp Tân Tạo. Các anh chị thấy không, vắng tanh là các anh chị. Bây giờ là các anh chị thấy bây giờ là cái công nhân thì thất nghiệp cũng nhiều, tiết kiệm rất là nhiều. Các anh chị tình hình kinh tế khó khăn đó. Ngồi bấm điện thoại không, các anh chị không thấy bóng dáng người mua luôn á, nó vắng tanh nè. Vừa rồi mình hôm qua hôm kia vậy mình có quay ngay cái chợ Cây Gõ, chợ đêm Cây Gõ đó các anh chị, quán ăn cũng vắng nữa nè. Giờ là bán cái gì cũng ế anh chị, quán ăn quán nhậu ế lắm, đặc biệt là quán nhậu. Do là kiểm tra đo nồng độ cồn gắt quá các anh chị, giờ các anh bây giờ không dám nhậu nữa. Quán nhậu về đóng đóng cửa nhiều lắm. Chúng ta đi thẳng cái đường này là chúng ta sẽ đi ra ngay cái ngã tư cây Gia Xà các anh chị. Bên tay phải ngay cái đoạn đường này thì bán quán ăn quán nhậu nhiều, các anh chị thấy rất là vắng đó. Bên tay phải bên xin lỗi các anh chị, bên tay trái là con đường số 7 là đi vào cái khu dân cư Tên Lửa các anh chị. Khu dân cư Tên Lửa là cách đây cũng khoảng mấy tuần là mình có qua, mình có vào cập nhật rồi. Quán xá cũng vắng, quán đóng cửa cũng nhiều các anh chị, nhiều lắm. Ngay chỗ này mình thấy là có ngay cái đoạn này là kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngay cái đoạn này thì cũng ít bóng đêm rồi các anh chị, cũng có mà ít, chủ yếu là ngay cái công viên các anh chị thấy buổi tối rất là đông các anh chị, rất là đông. Trên đoạn đường này thì quán ăn quán nhậu. Bên trái là cái gì đây, à Bách Hóa Xanh, Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động đó các anh chị, đóng cửa cũng nhiều. Hồi cuối năm ngoái là đóng cũng hơn 200 cái chi nhánh các anh chị, do là kinh doanh các chi nhánh là kinh doanh không có hiệu quả. Đây là ngay cái bên bên trái là cái đoạn đường, cái con đường đi vào cái khu Tên Lửa các anh chị, khu Tên Lửa. Cái hướng này chúng ta sẽ đi thẳng ra là chúng ta sẽ tới ngay cái ngã tư cây Gia Xà. Mình sẽ đi vòng vòng vào cái con đường Bà Hôm nha các anh chị. Mình ghé mình thăm chợ đêm Phú Lâm. Tình hình kinh doanh buôn bán các chợ giờ cũng ế lắm các anh chị. Biết chợ Phú Lâm thì hiện nay là như thế nào. Đó quán ăn nè các anh chị. Đó, quán ốc. Đó các anh chị thấy không, quán tanh nè. Hay lắm, là được một bàn hai bàn. Bên trái đây là ngay chỗ bán cây kiểng. Cái con đường này tương lai là cũng mở rộng các anh chị. Cái con đường này nếu mà đi thẳng hết đường á là sẽ ra ngay cái con đường Phan Anh, ra ngã tư Bốn Xã. Đó bên đây nguyên cái quán rất là lớn. Đó, các anh chị thấy có bên trong có một bàn hai bàn. Quán rất là rộng mà chỉ có một bàn hai bàn. Đi thẳng ra hết đường là ra ngay cái đường Văn Anh rồi ra ngã tư Bốn Xã các anh chị, về Bình Hưng Hòa đó, nghĩa địa Bình Hưng Hòa đó. Ngay cái đoạn này các anh chị thấy là bán quán ăn rất là nhiều. Ngày xưa dễ gì vô đây các anh chị, vắng lắm, hoang vu họ mà không dám đi nữa các anh chị. Nói đến ngay cái khu vực mà cây Gia Xà là không ai dám đi hết. Cây Gia Xà là nổi tiếng dân chơi đó các anh chị, ngày xưa đó. Cây Gia Xà là rất là nhiều tay anh chị mà hiện nay là hết rồi các anh chị. Ngày xưa rồi cái đó là thuộc về ngày xưa, thì ngày nay thì cũng bình yên rồi. Các anh ngày xưa chắc cũng tu một mớ, thì tu một mớ thì chắc không chừng là cũng lớn tuổi rồi các anh chị. Đó trước màn hình các anh chị, đây là ngay cái ngã tư cây Gia Xà. Rẽ trái là chúng ta sẽ ra ngay cái tỉnh lộ 10, cái hướng đi về Đức Hòa, Đức Huệ, Long An đó các anh chị. Mình sẽ rẽ tay phải, rẽ tay phải vào cái đường Bà Hôm đó, đi hướng đi thẳng qua bên kia là
đó, đi về cái ngã tư Bún Xã. Đó, trước màn hình các anh chị đây là cái đường Bà Hôm, cái hướng này đi ra ngay cái chợ Phú Lâm các anh chị. Con đường Bà Hôm này là mới mở rộng sau này các anh chị. Đó, các anh chị thấy con đường rất là rộng, ngày xưa con đường này rất là vắng. Ngày xưa các anh chị mà buổi tối không dám đi vào cái con đường này đâu các anh chị, lại là ngay cái ngã tư mà cây gia xà, cái khu vực mà cây gia xà đó, đi mây về gió, đa số là dân mà dân dân hút chích đó các anh chị, đi mây về gió, ngày xưa nổi tiếng luôn. Nhất gia xà nhì tôn đảng đó các anh chị, nhì tôn đảng là ở quận tư đó. Ở trên cái đường Bà Hôm này các anh chị thấy là hai bên đường thì ban ngày thì cũng rất là nhộn nhịp, hai bên thì bán quán ăn rồi shop thời trang cũng có các anh chị, shop thời trang cũng có. Hướng này đi thẳng ra là chúng ta sẽ ra lại ngay cái Bùng Binh Phú Lâm đó các anh chị. Trên đường là mình sẽ rẽ vào thăm cái chợ đêm Phú Lâm. Ủa, mấy cái bảng hộp bảng quảng cáo quá trời sáng chân luôn. Cái đường quên đó, cái đường này là bên trái nè, cái hướng phía sau lưng mình là cũng đi về cái chùa Phật Cô Đơn đó các anh chị. Một cái chùa rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Ngày nay thì cũng vắng rồi các anh chị. Trước rồi chầu ô tới cuối năm hoặc là chắp Tết đó các anh chị, cuối năm hoặc là rằm rồi đó các anh chị, cái con đường này rất là đông. Đi về đi viếng chùa rất là đông, nhiều khi là nghẹt đường luôn. Hiện nay thì chùa Phật Cô Đơn được trùng tu sửa chữa lại rất là đẹp các anh chị, rất là đẹp. Mình có ghé viếng cũng được một hai lần, rất là đẹp. Cái tượng Phật, cái tượng Phật mà Cô Đơn các anh chị vẫn còn, vẫn còn để ngay cái hướng lên cái chánh điện Lộ Thiên các anh chị, để ở ngoài. Chúng ta cũng sắp đến ngay cái chợ Phú Lâm. Chợ Phú Lâm thì bán buổi tối bán cũng nhiều lắm các anh chị, đa số là bán quần áo thời trang. Chợ là bán cho người lao động các anh chị. Ở bên trái bên kia là ngay cái làng nướng Nam Bộ. Đó, tới rồi nè các anh chị. Bên tay trái để mình đi, mình rẽ trái qua đường đó, ngay cái đoạn này thấy bán trái cây quá trời ở ngoài ngay cái lòng đường. Đây là ngay cái mặt trước của chợ Phú Lâm các anh chị. Đó, các anh chị thấy là hai bên hông chợ là bán quần áo đó, buổi tối là bán quần áo giày dép rất là nhiều. Xa mình thấy rất là vắng các anh chị. Đó, hiện nay các anh chị thấy không, rất là vắng. Các anh chị em công nhân lao động các anh chị giờ cũng tiết kiệm hơn nhiều các anh chị, làm nhiều khi không biết là chủ đuổi giờ nào, mất thất nghiệp giờ nào các anh chị, nên cũng tiết kiệm hơn nhiều, kinh tế khó khăn. Đó, các anh chị thấy hai bên đó, thấy người bán không thấy người mua các anh chị. Đó, quần áo thời trang giày dép rất là nhiều. Bên trái là nhà người dân, còn bên phải đây là ngay cái khu vực chợ. Đó, đây là ngay cái mặt chính chợ Phú Lâm nè các anh chị. Đó, các anh chị thấy không có ai vào mua hết các anh chị, rất là vắng. Vừa rồi mình quay ngay cái chợ cây gõ, chợ Minh Phụng đó các anh chị, cũng vậy, cũng lác đác được một hai người. Còn cái chợ này từ nãy giờ mình đi các anh chị thấy là không thấy ai vào mua luôn, người bán không à các anh chị. Đó, đồ ăn thức uống cũng có. Đó, giày dép. Bên trái đây là bán cái, bên trái đây là cái khu vực là bán
Đó, ngay chỗ này bên trái nè các anh chị, đó khu vực ăn uống. Vào trong đây thấy tối nè. Chợ Phú Lâm thì bên trong cũng rất là ế các anh chị. Gần cách đây vài tháng là mình có vào bên trong lòng chợ mình quay rồi, cũng đóng cửa sạp. Bán trái cây nè, đóng cửa sạp rồi rất là ế, rất là vắng các anh chị. Đóng cửa sạp, sang sạp rất là nhiều. Đó, ngay khu vực này vẫn còn thấy là bán rau củ quả. Đó, đây là ngay cái khu vực phía sau chợ đó các anh chị. Hiện nay thì các anh chị cũng biết rồi, mình quay mình cập nhật nguyên một cái series quay về những cái ngôi chợ truyền thống ở Sài Gòn các anh chị. Đa số là các chợ truyền thống là rất là ế, đóng cửa sang sạp rất là nhiều, ổ rác quá trời luôn, nguyên đống. Mình sẽ rẽ tay trái, đây là một cái đường nhỏ để đi ra cái đường Tân Hòa Đông các anh chị. Ở ngay chỗ này thì bán thấy bán hải sản nè, bán cá nè, giờ này còn bán nè các anh chị. Đó. Giờ này vắng rồi, giờ này là hết ai đi chợ mua cá mua thịt rồi các anh chị. Đó các anh chị thấy không, vắng. Đó, cái đường này là xa xa là đường Tân Hòa Đông đó các anh chị. Cái đường nó hơi dằn, màn hình có rung lắc gì các anh chị cũng thông cảm. Hiện nay thì các ngôi chợ mà lớn nổi tiếng ở Sài Gòn cũng ế các anh chị, như là chợ Bình Tây nè, Bến Thành, chợ An Đông ở quận 5 đóng cửa sạp rất là nhiều các anh chị. Đóng cửa sạp, tiểu thương bỏ sạp qua chợ. Đó, bán rau củ quả trái cây ngay cái đoạn đường này trước màn hình các anh chị. Đây là đường Tân Hòa Đông. Đó, chúng ta đã ra lại cái con đường Tân Hòa Đông. Bên trái bên đây là cái hướng là đi về cái Hương Lộ 2 đấy các anh chị, Hương Lộ 2. Đó, các anh chị thấy buổi tối giờ này các anh chị xe cộ rất là đông. Ngày xưa cái khu vực này hồi rất là vắng. Còn bên phải đây là ra lại cái Bùng Binh Phú Lâm các anh chị. Mình sẽ rẽ tay phải mình ra lại cái Bùng Binh Phú Lâm nha các anh chị. Đó. Cái đoạn đường này thì buổi tối các anh chị thấy là buôn bán cũng rất là nhộn nhịp, quán xá, quán ăn, quán nhậu cũng rất là nhiều. Đặc biệt là cũng kẹt xe dữ lắm các anh chị, kẹt xe dữ lắm. Đây là ngay cái ngã tư đường Đặng Nguyên Cẩn. Bên trái là chúng ta ra ngay cái kênh Tân Hóa, ra cái cầu tre đó các anh chị. Còn bên phải là chúng ta ra lại cái đường Kinh Dương Vương. Đó, ngay cho bên ra trái đây nè, ra cái kênh Tân Hóa, ra cầu tre, ra ngay cái đường Lũy Bán Bích Tân Phú đó các anh chị. Đó, bán quần áo ở đây, ngay cái đoạn đường này cũng bán quần áo. Cái lại bán cua, tôm cua cũng rất là nhiều. Đó, cửa hàng tiện lợi, tiện ích các anh chị thấy giờ mở ra rất là nhiều các anh chị. Đang cạnh tranh trực tiếp với những cái ngôi chợ truyền thống ở Sài Gòn. Chợ truyền thống Sài Gòn mà có không đổi cái cách thức kinh doanh là coi như là thua các anh chị, coi như dẹp. Đâu có bằng được mấy cái cửa hàng tiện lợi tiện ích này, sạch sẽ, máy lạnh. Các anh chị, giá cả thì các anh chị thấy là niêm yết công khai. Còn chợ truyền thống thì nhiều nhiều ngôi chợ là các anh chị thấy vào trả giá mà không mua là liếc chữ. Đó, bên tay phải màn hình, xin lỗi các anh chị, bên tay trái là trường Phú Lâm, còn bên tay phải là Cóp Mát, siêu thị Cóp Mát các anh chị. Đó, ngay bên đây là trường Phú Lâm, còn góc trên là trường Mạc Thịnh Chi. Đó, các anh chị thấy hai bên những chiếc xe bán đồ ăn quá trời, bán bắp, bánh tráng trộn rất là nhiều các anh chị. Ngay tại vì ngay cũng cái siêu thị Phú Lâm đó. Rồi chúng ta đã ra lại ngay cái công viên, xin lỗi các anh chị, ra lại cái Bùng Binh Phú Lâm. À, đây là ngay cái trước cái siêu thị Cóp Mát. Ở bên kia đường là đường Bờ Hôm đó các anh chị. À, siêu thị Cóp Mát. Siêu thị Cóp Mát này rất là đông các anh chị. Xung quanh bán rất là nhộn nhịp. Dạ rồi, trước màn hình các anh chị là cái Bùng Binh Phú Lâm, bên trái là về quận 5. Ngay cái góc bên bên trái màn hình các anh chị là trường Mạc Thịnh Chi. Nó rẽ trái là đi lên cầu Ông Buông đó các anh chị. Ngày xưa là cầu Phú Lâm.
Còn đi thẳng cái hướng này là chúng ta sẽ ra cái đường Nguyễn Văn Luông, con đường Thiệu Trị ngày xưa, đi về bến Phú Định đó các anh chị. Dạ rồi, video cũng khá là dài rồi các anh chị, Bình xin phép là ngừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.